Hello mọi người cùng tôi gói hàng, thẻ đen hồng nhá. Mình lấy thẻ lì xưa Hello Girl dâm nhá. Vì một tay mình cầm điện thoại và một tay mình cầm đồ vật nên không quay clip móc thẻ ra được. Và mình gói thêm nâu màu thẻ đen hồng cát, cô gái nhá. Và mình đóng gói hàng nè. Mình đóng gói hàng xong rồi mình sẽ bỏ vào hộp. Còn hộp thẻ kia có nhiều thẻ chưa quay và ít thẻ đã quay bị đứa bất lương trong lớp lấy nó luôn rồi. Quả bom còn trong hộp nè. Chuẩn bị một gói hàng nè. Trời ơi, bỏ hoài không được luôn hả trời. Tăng tăng, mình đóng gói hàng xong rồi đẹp không? Ba ba mọi người nhớ đăng ký kênh nhá.